thiên tài. Eco chế ra những cỗ máy đơn giản từ khi mới biết bò. Nghe hơi xạo kè đúng không các bạn? Nhưng mà tiểu sử nó là thế. Với chiếc vũ khí nhìn như cây baton của các chú cảnh sát mang tên động cơ Z cùng với chiếc lõi nhà sang chế huyền ảo thì Eco sẽ mang lại sức mạnh khủng khiếp như thế nào đến với lobby các bạn chưa tưởng tượng được ra đúng không? Thế thì vào game ngay để mình thị phạm bài đấu Pro VIP này nhé. À nhưng mà đừng quên, đây là series chơi cờ với nắng và hãy cho mình một like nếu mà bạn thích nó nhất. Cổng dịch chuyển hôm nay gọi tên Noxus, pháo đài bất diệt. Legend mình chọn cho trận đấu này là đồ khởi đầu sau ba ra quái của mình là một đai máu, một găng và một nước mắt. Lõi công nghệ vào xuất hiện và tất nhiên rồi, như đã giới thiệu ở đầu game, mình sẽ lấy về chiếc lõi nhà sáng chế huyền ảo. Mặc dù cũng chưa có một con Pitover nào trên sân, nhưng mà ít nhất thì mình cũng có 115 máu khởi đầu. Chọn lõi xong thì không up 4 vội vì bài đấu tướng rất là lộn xộn. Mình chỉ cho Eco vào sân cùng với cả vô pháp khác là Grace, kẹp thêm Nafiri để lấy thêm tí đam tích 10 tiền. Gặp luôn một ông còn yếu hơn cả mình ở round này với ba tướng toàn 1 sao, thắng 2 chết, giữ lại thêm tí máu khi mà mình chưa có con khổng lung. 2.2 với 1 vàng kiếm được từ Eco nhờ lõi nhà sáng chế huyền ảo. Tận dụng lợi thế mình bán nốt cả Nafiri trên sàn và cát trên hàng chờ để tích 20 tiền. Tiếp tục gặp một nhà level 3 nhưng mà lần này khác mình chỉ có 2 chết. Dù đã lắp thêm nước mắt cho Eco nhưng mà cũng không thể clear được thêm một chết nào cả để thua cả 3. Orion đã xuất hiện ở cửa hàng ngay round sau. Mình cứ cho vào sân để hên có rơi ra tiền. Khá dễ hiểu khi mà round này mình thua full house và còn lại 100 máu vì gặp cái bài đấu Demacia đang khoát hòn hòn khắp tất cả các mấy chủ luôn. Đi chợ chưa vội lấy đồ mà ngắm ngay được MV cầm kháng phép để về kích bức 3 của Pitover trước đã. Thật là thông minh. Vẫn cứ để bố chết bình thường vì thắng thua không quá quan trọng. Thua được thì tốt mà thắng thì cũng chả sao. Vì bài này cũng cần giữ thật là nhiều máu để roll 3 sao mà. Gặp nhà level 5 với rất nhiều đồ được lắp lên người cả đam cả tanh. Mình để thua bố chết ở round này. Dù bị đấm hơi đau ở round vừa rồi nhưng mà ở vòng 2.6 này cả 3 tướng Pitover đều rơi ra mỗi tướng 1 vàng, giúp mình có được thêm lượng kinh tế để bù lại tổn thất về máu. Quá ngon. Hoàn thành chuỗi thua 4 hoàn hảo khi mà clear được thêm 2 chép nhà level 4. Số máu còn lại là 87. Ôi trời ơi, giàu sang là đây. Thêm 2 vàng rơi ra ngay ở round quái cũng từ lõi. Mình up luôn level 5 để đập đá cho cẩn thận. Lưu ý cho anh em là ở round quái này, nếu mà anh em có bao nhiêu tướng Pitover thì cứ bỏ hết vào để có tỷ lệ hết thêm tiền nha. Do mình chỉ có 3 chết nên là chỉ để được 3 con vào sân thôi. Nó trả cho mình thêm một kháng phép, một đai máu và rất nhiều tiền. Nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu nên là mình up luôn level 6 ở round này mà vẫn còn hơn 50 tiền. Chưa trách nhà mà vô vàng vàng, cứ nghĩ là một sao sẽ yếu nhưng mà không. Có ông này đánh cho gắt đấu sĩ giờ mới cho gắt 1 mà chỉ có 4 chết. Mình bán bớt tướng trên sân, chỉ để lại 5 chết toàn 1 sao. Thế đất nào mà vẫn thắng ông này, nổ luôn khủng long 4 số, hơi đẹp. Cay, cay. Đang toàn là đồ thủ mà chưa có đồ cho carry chính là Eco, thì game cho hẳn một cái lõi bạc với hộp Pandora. Không nghĩ nhiều chọn luôn để vẽ đồ cho Eco. Hai cái lõi còn lại thì mình chỉ roll cho có thủ tục thôi. Lắp bàn tay cho Eco trước để chiến nha các bạn. Combo đồ thì vẫn cứ như cũ thôi, hai bàn tay và một crit phép để tối ưu đam và hồi máu. Roll sương sương bắt thêm tướng mà chả ra cái gì cả. Thêm được mỗi một con Warwick với Zinix để trích ra ul. Nó ra chiến ý ngoan cường. Round này mình gặp khó rồi, trước cái đối thủ đã lắp hết đồ đang cháy ngược trên bảng xếp hạng, khá là đau. 3.3 mình lắp thêm được ít đồ nên là đép được thêm và chỉ để thua 2 chết. Đi chợ lụm luôn cây sa cầm gậy trước mặt để tí nữa lắp đồ cho Eco. Tốn khá tiền roll để đép ở 6 mà không thành công. Mình quyết định up dần lên 7 để roll, chấp nhận thua thêm 2 round. Thua nhà Demacia 5 chết ở vòng 3.5 và nhà phù thủy 2 chết ở vòng 3.6. Số máu còn lại của mình là 46, vẫn nhiều. Level 7 được update ở round quái và Afe là phần thưởng cho mình. 5 con sói trả cho mình thêm 2 mảnh cung, một Neko nhỏ và thêm hộp quà biển. Mở ra con JC quá ngon luôn. Roll sương sương để update nhưng mà vẫn chưa thấy Eco 2 đâu. Bình thường thì người ta sẽ đánh JC, Eco, V, Zinix. Nhưng mà trận này thì mình sẽ đánh thuần Eco hơn một chút. Flex thêm Targon kẹp Silco nha các bạn. Tiếp tục để thua khi mà gặp cái nhà chinh phạt Ionia vì họ đã roll khá là nhiều, còn mình thì vẫn đang slow roll. Chọn túi đồ siêu cấp của Earth thay vì huy hiệu bắn tỉa vì mình đã giải thích ở trên rồi nha. Lắp nốt 3 đồ cho Eco và tiếp tục roll mạnh số còn 40 tiền. Mình bắt được 4 Eco, JC cũng lên 2 sao. Đồ Eco xong rồi thì mình lắp luôn cái mũ thích nghi nốt cho Silco để nổ chứ thấp máu lắm rồi. Nhà đầu sĩ lúc nãy cho mình nổ 4 số, giờ lại cho mình nổ tiếp 12 số nữa. Chắc là duyên trời định rồi.
nổ hũ 12 số cho mình thêm 2 mảnh đồ, tiếp tục slow roll giữ lại 50 tiền tích đam cho Eco. Mình lắp luôn cái nó set cho Taric để giảm kháng cho hai vị tướng carry của mình. Một khi đã đủ form bài thì thứ gì chịu nổi. Nhà 7 build shooter này toàn một sao cũng phải gục ngã trước những cú gõ của Eco. Nhặt Hammer ở vòng đi chợ để lấy thêm tiền roll và cũng để cản chân các đối thủ lấy con này về counter mình. Nước đây hay đấy. Tiếp tục slow roll thì mình lên được CY. Nhà mình gặp ở vòng 4.5 cùng bài đấu Asia quân sư. Tuy nhiên Asia mới chỉ một sao, gặp Eco 2 của mình có bong cho một cái chết queo luôn. Chiến thắng thứ 3 dễ dàng. Roll sương sương tiếp tục xuống 50 tiền thì nó ra Eco thứ 7. Có một Neko sẵn nên là mình được đà tiến tới. Roll tiếp xuống còn 30 tiền lụm luôn Eco thứ 8 và Neko nó lên 3 luôn. Taric cũng ra để con thứ 6, Vi thì con thứ 7. Eco khá là vất vả khi mà phải đối đầu với thần chó Nasus team bạn kê ngay mặt. Dù mất nhiều thời gian nhưng mà khi mà đến ngưỡng máu thì Eco nhảy ra sau, kết liễu đi carry phía sau của đối thủ. Khi mà Nasus quay lại thì vị vua Surima cũng đã đầm xuống lúc nào không hay. Lúc này cuộc đối đầu 1v1 gần như là không có cửa cho Nasus. Chiến thắng này cũng giúp mình nổi lửa lên. Đánh nốt chim lấy về thêm 3 mảnh đồ. Mình lắp được thủ thư cho Silco. Đồ của Taric thì đổi lại cho Vi cầm. Cứ mãi lo lắp đồ và suy nghĩ nên là chưa kịp sức bài. Gặp luôn nhà 6 Ionia, 6 trinh phạt. Nila team bạn được chơi thỏa sức, counter hết Silco và Eco team mình. Mình để thua còn lại 22 máu. Lắp nốt giáp máu và dây chuyền cho Vi. Tiếp tục slow roll để tìm nốt V3 với cả Taric 3. Chứ giờ lên cấp cũng không thêm được gì mấy. Gặp lại nhà 7 build shooter ở round này, họ đã biết 2 sao. May mà mình kịp đổi chỗ của Eco để hút đam của Nila trước, cho các tướng của mình có thời gian clear đi team bạn. Rồi kết liễu Nila sau cùng thắng lại rồi. Nhà Asia quân sư bị Eco 2 của mình gõ lúc nãy, giờ đã biết 2 sao. Tiếc cho đối thủ là Eco của mình cũng đã 3 sao rồi. Dù đối thủ đã nhanh tay đổi bên nhưng mà sức mạnh vẫn thực sự là áp đảo đúng không ạ? Đi chợ đi nhà sen mà thứ đích nào lại va phải con Nico cầm mũ. Thế là lại phải chấp đồ chờ cho nó đổi. Cứ slow roll tìm Vi với cả Taric nhưng mà toàn ra JC. Đến giờ cũng là con thứ 7. Tập trung xếp bài để counter đối thủ. Nhà mình gặp ở 5.5 này vẫn là một nhà Asia. Eco bom một cái ra van team bạn mép tít nằm xuống. Nhưng mà vẫn kịp nhảy. Nhảy và bom rất nhiều. Cho đến khi Asia team bạn trọt đến ngưỡng máu vô pháp, Eco luồn ra sau, góp vào đầu từng vị trí một. Từ Cassiopeia, Talia, Silco rồi mới đến Asia. Asia team bạn thì được Vi team mình chăm sóc khá là kỹ. Đến lúc Vi chết thì Eco đã thay chỗ bằng những cú gõ rất đau. Nhà đấu sĩ này rất vàng cũng nhiều, chó gát cũng được nuôi lớn rồi, nhưng mà vẫn chưa phải là đối thủ của Eco. Gõ liên tục vào đầu những tướng đấu sĩ team bạn, sau đấy là đến carry phía sau, cuối cùng là solo 1v1 cùng với chó gát. Nó cứ cắn tới đâu thì Eco hồi máu tới đấy. Đến lúc overtime thì Eco gõ bom một phát mạnh để ấn định chiến thắng, thắp lửa lên cho nắng luôn. Taric là vị tướng lên 3 tiếp theo, sau đấy đến JC. Mình mở nốt cái kho rèn rồng ngàn tuổi và lấy về băng giáp cho Taric như một phần thưởng. Xếp thẳng mặt nhà Demacia rất vàng, Eco dễ dàng luồn ra sau khi tiêu diệt Aatrox một sao team bạn. Sau đấy là đến Mordor, Sona và cuối cùng là Queen 3 sao đều bị gõ cho sưng đầu. Galio chỉ còn là bao cát cho team mình tập đấm. Kêu một đồ level 8 thì cũng không quá mạnh nên là không góp sức gì thêm. Chiến thắng thứ 5, thêm một nhà nữa dừng chân và top 3 đã có chủ rồi. Up level 8 cho tạm ca trường vào sân để hô tiền lấy đam. Nhà mình gặp ở round này là bóng của nhà 6 Surima. Họ xếp counter mình bằng cách là để Nasus trước mặt Eco. Ra van bồi vào một cú đại địa chấn không thể đẹp hơn, làm ngắt đi nhịp vô pháp nhảy ra sau của Eco team mình. Bị chọn liên tục từ A đến Z mà không thể phản kháng. Eco nằm xuống, Silco và JC không thể cứu lại được round này. 7 là số máu còn lại. Cho Zinix vào để kích 4 bắn tỉa vì ít nhất thì JC cũng đã 3 sao rồi. Nhà Demacia này vẫn xếp y như cũ nên là mình cũng không thay đổi gì nhiều, xếp lại như lúc mình thắng nhà họ. Khác biệt duy nhất của họ là Mordor đã lên 2 ở round này, nhưng mà nó cũng chỉ giúp Mordor trụ thêm được một phát bom của Eco, còn kịch bản thì y hệt, mình thắng dễ dàng. Nhà Surima kia thì để thua bóng của mình 2 chết, bài mình mạnh hơn là rõ, do combat của team họ đẹp thôi. Mình sẽ tận dụng lại tối ưu cách xếp bài để giành top 1. Chết hụt thì sống dai, mà sống dai thì thành huyền thoại. Các bạn chờ xem nhé. Đi chợ múc luôn cái ấn Zaun để quá tải các mốt Zaun trên người các tướng team mình. Sự khắc bọt là đây chứ đâu. Cho Zaun nổ nằm trên người Taric và Ronos còn vị thứ 8, Neko lên 3. Thử sức mạnh trước nhà Asia mà không cần xếp bài. Một round đấu easy win cho nắng không phải nghĩ nhiều. Thắng dễ dàng tiếp nhà Demacia khi mà mình chỉ gặp bóng ở round này. Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà nhà Demacia kia lại thắng cái nhà Surima. Và cuộc chiến top 3 đang vẫn rất là căng thẳng. Nói căng thẳng cho vui chứ thật ra là hai cái nhà kia giành nhau top 2. Còn top 1 của ai thì các bạn biết rồi đấy. Săn thêm một dòng ngàn tuổi và diệt khổng lồ là món quà mà mình dành cho JC. Tiền thì không thể lên 9 được vì mình phải tích 50 để lấy đam. Roll sương sương cho vui xem có siêu cô thì bắt không thì thôi. Combat thực sự là căng thẳng ở vòng 7.1 khi mà đối thủ của mình là nhà Demacia.
họ đã rút kinh nghiệm sau hai vòng để thua bài đấu của mình. Họ chia team làm hai bên, sau đấy đổi vào giây cuối cùng, hack não mình thành công. Eco không thể tiếp cận sớm carry team bạn như những round trước mà còn bị Javan nhảy bổ vào đầu. 5 giây đầu không được chơi game nhưng mà sau đấy vẫn ổn. Eco lần lượt gõ bong bong, tiêu diệt Nafiri đến Galio rồi lướt ra sau. Silco cũng bồi vào những lần chất độc để giảm lượng hồi phục của team bạn. Những cú gõ vô cùng chất lượng kết hợp với mốt chiến ý ngoan cường quá tải giúp nó không bị chết sốc, hồi lại 100% lượng máu tối đa và kết liễu đi lần lượt là Sona, Kale và cuối cùng là Queen. A chấp hồi sinh cũng chỉ làm nền cho Eco team mình. Đã đến vòng 7.1 nên lượng máu trừ là đủ để tiến cái nhà này về với cái top 2. Nhà còn lại thua bóng của mình Full House và cũng dừng chân rồi. Đấy, mình có lừa các bạn đâu, bảo top 1 là top 1 mà. Lại tổng kết nhá. Chiếc lõi nhà sáng chế huyền ảo này là một sự lựa chọn không thể bỏ qua dành cho anh em nghẹo thủ hoặc là cho anh em nào muốn đổ gió trong meta này. Thường thì bài đấu này sẽ đam bằng cả JC và Zinix, nhưng mà do trận này mình nhiều đồ cộng với việc là Ron không ra Zinix phụ đam nên là mình mới đổi hướng flex một xíu. Nhớ lắp mod ra ul cho hợp lý và xếp bài cẩn thận để không bị chết hụt, sống trong lo sợ giống như mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và bye bye.